vẫn bắt mày nở rất tốt. Em thấy cái tác dụng à? Ông này ông tác hay làm cái đích về chuyên nghiệp rồi. Chưa thấy này. Rồi Bandit Inferno đâu, Inferno đâu, từ từ đã. Có Fireball hay là Poison đấy không? Chặn lại con David lại. Chém đít nó, thông đít nó. Chém nó, một sát nữa thôi, không được rồi. Không được rồi, nó. What? Thôi xong rồi. Rồi, zip. Ồ, combo rất hay. Con ấy không chết nữa. Bandit thì không tăng tốc. Rồi ơi. Trận này thua quá đen. Mà đúng là ngày hôm nay nếu mà Nova mà thua thì đúng là một cái điều chúng ta không muốn một tí nào. Solomon đây là một điều mà chúng ta không muốn tí nào. Bây giờ tạ team, ai sẽ là tạ team đây? Hai người tạ team. Bình thường chúng ta chỉ có một tạ thôi, nhưng mà hôm nay chúng ta hai tạ không? Quá hay. Hôm qua một người tạ, một người gánh. Bây giờ là một người gánh, một người tạ. Chúng ta chờ xem. Vào đi. Bên gì đây? Hô ba bất bê bê ra. Thằng Diêu Bao mật vào lên. Mấy希望肩负着全队上下的一个使命。都不想下来，都不想冒险，就真的是，就谁先下盘谁就冒险。我感觉这下都要开大招了，嗯，就上石头人什么的。Hello， 石头人啊，我觉得这样的猜测是有理由的。对，先发了后面乱买，从来没怎么用过石头人，是。第一目标的哦。但是如果我突然用一场，你怎么可能猜得到？是的嘛，是的。那玉林这里的话，我感觉他还是会针对一手这个工程锤、皮卡锤子，哎，带个墓碑是是没有问题的。针对性来讲，确实 EDGM 这边下的功夫会更强。Okay, awesome. 这边更多的就是 yes, 就是把自己的撞撞，然后来 so I'm nervous. 使硬拳头去碰你的这些调整。Stone, Dark Goblin. 谁能想到力量哥下的第一张牌会翻掉的一张牌？是的。就吹剑的话，大概率就是 Big King 带的那个蹦迪。没得啥呗。哦。下的有问题啊，失误了。哦，是的。亮哥也是带着这套蹦迪。The same, what the hell？ 是一个镜像，就是的，是的，三张卡是一模一样。Rascal， 这应该是内战了，应该是内战。那红红子，红 same， 红 same， 对，这内战开始。然后那个别妈奥萨米亚，看桥头怎么顶。对 ，Thank you，Thank you 了。Busy Mirror Challenge， 将稳妥了。啊，这边 What the hell Mirror Challenge？ 真的吹剑。美丽，第二个这波蹦迪感觉打不出太多美丽伤害啊、但是玉林的骷髅兵在桥头是直接被瞬间冲爆，其实绿衣小贝的攻速非常快，导致剩下的骷髅兵没有存活太久。这王子要打吗？当当兵，哇，这小马跑得真快。是的，反正打一波，我觉得力量哥不跟毒药有点贪。反正玉林这边跟了一波毒药，对的。那这个。哇，打血量抢回来了啊！力量哥是会靠还那青青药味来跟板，看一下这个吹剑怎么下，没有滚筒了。这个没有，还是哎，不好意思，你啊，大哥你接着，海瓜，海拉，海拉，是的。不过的话，在血量前期的有一个优势啊，累积出来的东西会更加的重要一些。是的，选择下小骷髅，王子戳掉，这蹦不蹦？这波感觉玉林直来巴巴利安，叫大高林，巴巴利安。他应该现在能够 good， 想怎么样 good，
Poison 也是弹了 Poison Lee good 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 但是没有滚筒啊、力量哥的骷髅被刷的全是在公主塔周围是的那反打还是有机会的欧气麻烦紧接下吹剑给伤害那这里直接补的话就感觉没了让了让节奏全让了全让了除非一波然后他狗撞嘛，我被 poison 个字，那个锤跟狗，行，行 ，OK， 没有了，就跟 vibe 撞过，那都会吐泪，吐泪，吐泪，就大风干没动呢。那 goblin， 哎，没动过，哎，刚才我被 rasco 点了 ，poison 这个结果，哎，都要刚才的，感觉就可以终结这一场了。得得得。OK, và bây giờ là tên cuối cùng. Grip Jab, Barbarian vào trước. Đúng tên, 10.000. Rất chắc chắn. Barbarian. Rồi, Poison luôn. Rồi, good, 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 good. Good game, good game. Quẩy lên. Chuẩn bị nhạc quẩy lên nào. Nói chung là bị outcycle, bên kia là bị outcycle hơn một chút. Đảo. May là con lắc lên nó nhảy lên nữa không sắp mặt với nó cái pha mà poison cái con lắc lên ấy thực ra con lắc lên mà nó đứng yên nó không chết đâu may thế là con lắc lên nhảy lên mà mình không hiểu tại sao lại có thể chọn được mưa vinh hào tí nữa đi đang căng thẳng quá để chút nếu trận này thắng thì chúng ta sẽ vinh hào thôi và kick off the fight kick off the hill không được tới hill奔着力量哥来的，所以在这样的环境下，他还是会感觉到一些紧张。是的，放这样和常规在一起。对 ，Legend 今天没有。Đẹp trai vừa lên, lên 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 đấy. Khi nào mà có hướng máy quay về đây là máy quay. Thì, có thể nói mỗi người 初始胜率都是零，但是只要细节做好每一点点，你的胜率都会往上涨一点点。对。不过我觉得 Nova 战队他们的韧性肯定是非常强的，因为他们每个选手。实力都非常强。对，昨天的话是力量哥。Who play for Nova today? AU little champion Cassio。没有一个人会告诉拍拍手。Can them does play more? 非常的精神是。Nova 将这就是实力强劲啊，这是让自己有实力来争夺这个冠军。这是战队存在的。ngồi bay tay。khi nào camera đến là cứ. 因为我们之前黄战争打个人赛打的是居多，是的。所以现在引入了团队的概念之后，我觉得反而更能体现出来电子竞技它的魅力所在。是的。两个的招牌动作啊，抬头思考，仰四十五度角仰望天空，这可能是他的一个独特的一个放松的一个方式吧。对对对。Live view of Lee, give me a line。上一场使用的这个和对方一模一样的，就是 EDG Viking 买的。对。这里上毒矿了，嗯 ，Lava， Lava 在哪里？在用 Ban 了吗 ？Lava， Lava 了，巨人也化了，没来啊！力量哥还是比较喜欢自己的皮卡毒矿，来先罗，皮卡这种卡吧，是。看一下，如果玉林上 ，Lava 龙雾 Miner 对吧？对吧？但是对上地狱龙并不是太好啊，看天狗有没有在大电，这应该是一个超级毒矿，哎，哎，电法踩下来没问题。然后再跟幽灵，这不地龙还能完美的被解掉，哇！马路女主直接卖血了。不过力量哥这里是带着一个毒药，毒柱解不了气球。哇，来玩这么嗨的吗？哇，不得力，来个。不过力量哥这里确实就是进攻很强嘛，对，进攻很强。美丽，个干美丽。滚木啊，带滚木解这个天狗其实不好解。人物吧，人物的怪异。对có thả không thủ lợi mất trụ cái này chân bay mà à mất giá mất thời gian tổng giả thiên cầu chơi thao phái 的话打到hình như là lúc này có mega nai poison thì sao ta đối mega nai poison ra chó chỉ 的话找机会 mega nai miner đúng không ừm mình 看一下这里玉林他不敢出天狗了或者是顶到这个电法的lúc này mà bị fireball chết cả mấy con là thủ không được luôn đấy không tốt lắm đấy hay là đỉnh thiên cầu chứ bộ vì phía bên cái 血量还可以来左一下，苍蝇这里只能跟毒药加地狱龙了。对，力量哥这里怎么解？七费要赚到八费才有毒药加地狱龙。是的，小苍蝇会被电掉吗？玉林这里五费，看气球更电，气球来了，这里要电地狱龙吗？看一下。电不电？哎 ，whip 没了 ，fireball 好 ，fireball 不够威力，không đủ威力，không đủ威力，真的，怎么没了？không đủ威力，现在已经没劲了，很犹豫了，拖了两下的就给，刚好也扯了，两边的血，又 good game 了，
Good game, Owen. Good game, Owen. Good game. 机会不大了。Good game. 我觉得提前要考虑。反正你照着看不住，接下来你麦迪刚才也不到论。投射。投射。这个是玉林的最后一波机会吧。没错，没错。就来看他两个直接不要预判了。嗯。就即便是这一波把这个塔给破掉，我感觉就这个马路被第二空关斩的血量，关斩就大了堵了，没耐。对，亮哥直接过出了第二只地狱龙，是的，技巧也是拿就宣告玉林应该是拿，应该是被带走了。Good game, live it all, please。就预示着我们的这一场总决赛 ，Music coming， 是 K1 赛，对，整场 Music coming， 没有想法的抄袭，是的。只用七张卡，哎 ，King of the Hill， 完了，我们的丫丫直接是瘫坐在凳子上，给队友加油，打地，靠靠，哇，这个King of the Hill， 对，那个时候要好好的选一个舒服的姿势，对，是是是，这个座位上为自己的选手加油，因为接下来要面临的是更加残酷的一条命。这边灯光架好的 Solo Man 能不能带领 EDG 走向胜利？ Yeah, but not because I'm in Sunstorm. I like Nova, but I'm in Sunstorm. 对，因为他反正我也是优势方。Solo Man 作为一个挑战者来说的话，他 You're talking about Joffrey, I'm a RAU 的话，他肯定就不急，手握赛点了已经。哎，还做了一个采气，求稳为主。那么舔狗，嗯。你给我来没把木 ram？ 换路，两边都是在擦鼻子啊、哦。嗯。Solomon 这个是气球，他这玩意儿。把 mus， 你嘛 lava 嘛有瓶子啊，把 mus 嘛有瓶子嘛 hunter 这này， chưa chắc là ăn được đâu， lava đẹp được， rất tốt lắm。bây giờ mai là móc lốp này， mai là nó có bình này， có đấy chưa？mày nào mong lốc bình thì mất cái bình đấy, khi mà họ giữ lại fireball, họ giữ lại fireball để cho ba mất. Mày nào đây? Đây, yêu chào phải yêu chào bạn. Gót nào? Ôi, Tông Sơn lỗi kìa. Tông Sơn lỗi đi, chém đi một cái nữa thôi. Được. Cẩn thận, để lava tiếp luôn, để lava tiếp luôn là tên này, đái máu luôn. Hải Đình Thiên Cổ, cho Thang Y Hải toàn bị ăn rồi. Ừ, có phê rồi, phải không? Minions fireball không có giáp, không có giáp, giáp, giáp không, không giáp, không giáp thì chết mẹ mày, không giáp thì chết, không giáp là chết. Ram có một cái bình và hơn một cái bình, có một cái bình không quan trọng vào đẹp như nào, chúng ta có hơn một cái bình, tiếp tục là hunter, let's go Nova Esports, clean sweep, sweep clean này clean sweep đấy. Good game， 每一只铲子都敲在 Solomon 心头肉上。是的，这波 AU 不用做采气了，我觉得。嗯，đúng rồi， đúng rồi， đúng rồi， đẩy lava lỗi là không đủ AU spell đâu， nhưng mà ba must là bắn đi， fireball rồi đấy， rốt rất tốt， nhưng mà mình sẽ có ram， rất bình thôi， bây giờ ba bình luôn， ba bình luôn hunter đẹp， counter được bình。Bây giờ để ba mất một phía này. Ram này. Minions. Minions chưa ra được tại vì nó có đợt con rồng giữ lại đi. Rồi Minions. Phải đi. Không được rồi. Hunter sẽ đép bên này. Hunter sẽ đép lava ngọt. Không quan trọng bên kia. Ram tiếp tục để bên này. Chấu lại. Minion sau, Minion đâu? Rồi, đây rồi. Fireball fail, Fireball fail, Fireball fail. Go to the. Chúng ta là. Chưa xong. Chúng ta chưa xong. Hunter, Miner. Ôi, Tom Stone lỗi. Tom Stone 又来了，盾牌兵。